Ok và hello nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thành EJ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một series hoàn toàn mới. Từ game này mang tên là Insect Evolution. Chúng ta sẽ tiến hóa các loài côn trùng nha anh em, các loài bọ, loài côn trùng. Và chúng ta sẽ cùng Super Evolution nào. Đầu tiên là sẽ được chọn dạng anh em ạ. Úi trời ơi, con này á, chết rồi, tôi sẽ từ cái con bọ cánh cam mà không phải con kiến à. Level 2 ạ. Đây thì ăn theo một cái, tôi sẽ đi ăn kiến trước. Tại vì vào họp mình ăn được cái bọ cánh cam này. Đấy. Thấy không? Em thấy không? Những con nào... Úi rồi. Cái đồng bàn gì vậy? Vừa vào cái chết luôn ạ. I'm fine, ổn, tôi ổn đấy. Tôi ổn thật sự luôn. Tôi cực kỳ ổn. Ok, cho nên đó từ con kiến đấy, đấy gì xoắn. Con gì kìa anh em, thấy gì không? Con level 12 kìa, là con cao nhất đây à. Đã nhá. Ui đông lắm anh em ạ, đông bọn đấy làm sao mà ăn được ơi. Mình đang cố mình ăn mấy cái này đã. Level 3 này anh em ơi. Rồi cho tiến hành một con bọ gì đấy này đấy. Ở kia có quảng cáo anh em ơi, kia là hơi nhiều quảng cáo nhé anh em, thấy không? Thấy nó hơi nhiều quảng cáo đi không? Đúng rồi. Càng ngày càng đông rồi nha anh em. Chúng ta tiến hóa thành con bọ hung rồi. Hela Cross. Đấy, úi dồi. Nhện rồi anh em ơi. Tôi lên đời 4 nhện rồi. Trên này có con gì đó này. Bọ cạp à? Cạp hay gì mình cũng không quan tâm lắm đâu nha. Ôi trời, ấn đầm cái gì rồi? What? Cái gì ấy? Tự nhiên quảng cáo xuất hiện kìa. Ok, Facebook chúng ta sẽ tắt nó đi thôi, dĩ nhiên là như vậy rồi. Wow, bọ cạp đấy anh em ơi, cho tiến hóa lên đời bọ cạp rồi này, đẹp không anh em? Level 6. Ui con gì kia, phải ăn sao được. Ôi trời ơi, may quá còn một máu anh em ạ, may quá còn một máu nhá. Ui chết, con gì kìa. It's just e-coming. Chết rồi. Fuck you boy. Tôi không thể chết được anh em ạ, tôi không muốn chết từ đầu. Mà khó quá, khó đánh quá. Đợi thôi. Đợi game Hero Factory. Đấy, con bò ta x4 x5 luôn nhá. Vãi nồi ạ. Hy vọng đồng thế. Làm sao ăn được cái bò ở dưới nhở? Tôi lại phải revive lại rồi. Game gì đấy? Ồ, New Hunter. Ồ, rắn này anh em. Ảo phết nhờ, game gì vậy? Nhìn trông cũng hay hay. Thế mình có thể nên thử tải về không? Tải về thử chơi không? Xem như thế nào. Nhìn hay ho game thôi. Hay ho ghê gớm à. Thôi ăn mấy con này trước. Level 7 này. Level 8 ăn được quái đâu, không ăn được. Vãi lồng rồi, chết. Đây. Ui lại quảng cáo. Thôi rồi, quảng cáo ít ra là không chết anh em ạ. Sợ lắm. Ok, bình tĩnh nha bạn ơi, bình tĩnh nha bạn ơi. Nice, level 8 rồi. Level 8 rồi anh em ơi. Từ từ nhá. Sắp lên level 9 rồi. Sau 2 lần chết hụt sắp lên level 9 rồi. Ui. Sao không lên level 9 được? Tại tôi còn lên được level 9 nhỉ? Tôi thiếu cái gì ạ? Rõ ràng thiếu cái gì đó anh em. Tôi không hiểu thiếu cái gì mà tôi không để lên được level 9 nhỉ? Rõ ràng là cái thanh năng lượng đã đầy rồi. Ảo thật đấy. Ảo ma Canada thật đấy nhỉ. What the fuck. Lắm quảng cáo quá. Game này lắm quảng cáo quá. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng lên đời cao nhất có thể. Đợi thôi, đợi game á. Dragon Village. Rồi rồi, cuối cùng tôi lên được rồi anh em ạ. Sử dụng cái này làm gì? Chết hết ạ. Wow. Tự nhiên có quả bom anh em ạ. Không biết lấy quả bom ở đâu ra. Bọ ngựa ạ. Chúng ta đang ở đời bọ ngựa anh em nhá. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Đông quá, tôi phải chạy. Mỗi tội hơi nhiều quảng cáo tí. Đều. Ui, tôi lên đời mạnh nhất rồi anh em. Fuck you. Này thì bá đạo rồi. Chưa, trở lại dạng 10 rồi anh em ơi. Tự nhiên tôi được lên cái đời kia kìa. Biến hình à? Tự nhiên tôi được biến hình anh em ạ, biến hình lên một cái đời mới. Ok. Hết. Fuck. May quá vẫn còn một màu, vẫn còn một mạng nhá. Ui. Cái gì đấy ạ? Ui. Ôi chết rồi. Hai anh ơi, thay anh ơi. Ui. Có vật lắm thế. Không có chỗ nào để mà chạy luôn. Thật. Không có chỗ nào để mà chạy. Tôi phải làm sao đây? Không thể biến được. Làm sao được đấy? Không có chỗ nào mà chạy luôn. Thật sự. Tôi đã dùng hết một cái mạng của mình ở trên kia rồi nha. Mẹ nó đông thế. Fuck. Cuộc đời này đông thế nhở. Chưa thể lên được cái dạng cuối. Đúng là ăn may lên được một tí. Thế thôi. Cảm xúc tuyệt vời. Ok, tôi trở lại anh em ạ. Méo hiểu của mấy con nó to dã man luôn anh em. Khó thắng dã man luôn này. Thắng kiểu gì bây giờ? Cố gắng để ăn bọn này thôi. Để nó tiến hóa ấy. Đây rồi, tiến hóa rồi. Con này mày thích sao hả? Fuck you. Đông ấy. Con lợn đông thế. Mình cố gắng lên level 12 anh em ạ. Kiểu gì tôi phải lên level 12 nhá. Cái game Stickman này khá hay này. Stick Dam gì đó, cái game này hay phết. Ăn đồ ăn nó đi đấm nhau anh em ạ. Sao? Wow. Game gì nhỉ? Game tên gì nhỉ? Game tên gì ra? Rồi chúng ta vẫn được ở dạng này anh em ạ. Nhưng mà bây giờ đông lắm. 12 là dạng cuối cùng nhá. 12 là mình ăn cả thế giới luôn. Thật. Mình đang ở dạng 11. Mấy con bọ này. Tiện tao đến dạng 12 là ăn hết chúng mày nhá. Cưng. Fuck you. Sao đông dạng 12 ấy nhỉ? Ôi trời, lại quảng cáo gì đấy? Tại sao lại thế này nhỉ? Quảng cáo thì lắm quá. Quảng cáo quá nhiều rồi đấy. Nhưng mình sắp lên dạng cuối rồi. Dạng cuối thì mình chấp cả thế giới luôn nhá. More together. Play now. Ok. Ok. Rồi đây rồi. Một khi lên dạng này thì bất khả chiến bại, vô địch thiên hạ. Có con nào ra cái là mình thịt thôi anh em. Cuộc đời còn... Ơ, tại sao quảng cáo này? Còn ăn luôn cả vào mấy cái item. Oh my god. Ok, đừng ăn vào mấy cái hỏi chấm mà được. Bá đạo quá. Bây giờ thì ăn thắng hết rồi. Bây giờ thành dạng quái thú khỏe nhất hành tinh rồi. Chấp cả lũ luôn nha. Mình đứng ở một chỗ là mình đủ ăn mà. Mắc rồi anh em ạ. Bây giờ là thành người đứng đầu của chuỗi thức ăn rồi. Quái vật đứng đầu chuỗi thức ăn rồi. Chấp cả lũ luôn. Con này to hết. Tôi tưởng là loại đột biến anh em ạ. Nhưng không phải nhé. Fuck you. Sao quảng cáo lại xuất hiện rồi? Mini World Crysta. Là game gì? Mới à? Không, vẫn thế mà. Có game gì mới đâu cơ chứ. Ok. Đấy ra ngoài à. Oh my god, oh my god. Ăn hết. Cái gì đấy? Fuck you. Tôi hóa lên một cái dạng gì đó trên cái dạng lúc nãy cơ. Ảo ma Canada thật đấy. Không hiểu là tôi sẽ tiến hóa lên một cái dạng gì luôn. Không phải xem quảng cáo à? Ô đây, cái này là ấy mà. Đây là cái gì nhỉ? Newton fighting cop mà. Tôi thành dạng evolution. Ồ, nó thành dạng khác anh em ạ. Ảo thật đấy. Rồi thì có lẽ chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Cái này vẫn còn có thể làm thêm được tập nữa nhá.